Lặng nhìn em bay là lưng bước đi lòng đau bụi bay trao mặt chứ em đâu không đâu. Lần cuối em còn nêu cao trái tim người quay về. Ôi lộn rồi đó, hình như bài đó của Lương Bình của Trương Quỳnh Anh. À tôi biết rồi, tôi biết Lương Bích Thủ hát bài nào rồi. Cuốn nêu, chạy đi về cuốn nêu, đừng đi xa xa, bên kia có ma kìa. Cuốn nêu, người bạn bên tôi luôn luôn chỉ có tôi thôi. Bước trong thế giới muôn màu khổ. Đúng chưa? Chị Lương Bích Thủ có bài cuốn nêu. Nó có cái chiều đu vô người á. Nếu mà quả đó không có lúa chắc tôi cũng ăn được. Hết mana đâu của cô bà nó được nữa đâu. Ma thiệt tình, bỏ đi là đẹp biết bao nhiêu luôn mà nói mà không chịu bỏ. 12 seconds later. Ma thiệt, cái ông Diana này thiệt khó chịu với ổng thiệt cái chứ. Trời, dám giỡn với em Hiếu hả? Dây cót em Hiếu cúp bế. Trời, dám giỡn với em Hiếu cúp bế mọi người. Má nó đi săn con Diana luôn. Không né được xui vậy. Ông Diana bọn nó né được hai Silas không lát. Má coi bộ ông Silas này ông bằng phiền cái ông Diana nhiều thiệt. Mà chất tướng của tôi là cái chất tướng không có di chuyển được. Mày đi. Cay lắm. Cay lắm. Chịu thôi. Sao giỡn với Hiếu Ba Lan được. Menoriana. Em Hiếu Ba Lan có mọi người Menoriana mà mọi người. Hồi đó trước khi Men lên Ba Lan là tôi Menoriana. Ủa sao hồi nãy ông Diana không rờ cái đó luôn ta? Rờ luôn Silas chết rồi. Ủa mà sao tự nhiên cái hai ông này ra đây luôn á? Ông muốn đâu di chuyển vậy, chết AD rồi. Má AD bị ép về tới tận đó luôn. Rồi ok, lần này chết thiệt. Nè mấy cái lúc mà mấy bạn farm hết lính, mấy bạn không gì làm, mấy bạn di chuyển qua hai bên cánh rừng á, mấy bạn có thể kiểm soát và mấy bạn cũng có thể ăn lính được nữa. Ông không rờ, ông không có rờ. Vậy mà ổng binh ganh. Quỷ mà thiệt. Hay đó ông, di chuyển hay á, ông cái ông Silas quả đó xử lý hay á. Tôi tưởng ổng còn tính được lui về nữa kìa, chuẩn bị rồi, hộp mô tô. Tôi chuẩn bị lá cho bắt ổng đó mà, dạ. Ôi shit, tôi không kịp đánh tay nữa rồi. Lát liền luôn chứ hay á, xử lý khéo thiệt.
Hay. Ui, hay lút rồi. Ông Giáp bên đó là xử lý khéo rồi, ông lút bắn cái R đó còn khéo hơn nữa. Hay không? Cái gì mà khỏe dữ vậy? Oh shit. Diana ơi là Diana, quýnh vậy chết thiệt á ông. Căng bay cao ông rời hụt mọi người. Để tôi đẩy mid, để tôi đẩy bot. A few moments later. Má thiệt tình, mình không đánh rồi mà vẫn đánh nữa. Wow. Ghét nó lát luôn rồi. Cày thế nhờ. Thì có thể được gọi là phản quốc nha. Ủa sao nó không đợi tôi mà nó đi rờ ông kia. Nó rờ ông kia lại đi rồi. Hiếu còn phải lùa thằng Ghét nữa mọi người. Hiếu lùa Ghét để Ghét nó không có quay trở lại nó cướp rừng được á. Nó không cướp rồng được. Hello. Ok, Z đi rồi. Đây nè. Má tôi muốn búp cho ông Matry quá trời luôn mà ổng lui ra. Không sao nha, không sao nha, mình có tăng tốc chạy nha. Mấy cái này cơ bản, mấy cái này cơ bản, mấy cái này tôi mần được. Rồi xong hết nha mọi người, tôi hết mần được rồi nha. Rồi đi. Chạy đi đâu được nữa ông già. Người với con đi. Z không chạy được đâu. Chia nhau ra. Ví dụ nha, ví dụ mà thường mấy bạn thấy mấy cái tình huống giống vậy, mấy bạn nên chia nhau ra, chứ đừng có cố đạp dò nhau làm gì. Một hai cái mạng nó không có giúp cho mấy bạn chiến thắng được đâu. Nhưng mà cái tình bạn á, mới là một trong những cái chủ chốt của cái game á. Cướp blue của nó mấy fan. Blue nó chuẩn bị ra nè. Má thiệt tình, tôi đánh với lại cái ông DNA này dính như Sam luôn, không dám bỏ ông ra luôn. Cái gì vậy bai? Đồng hồ cát, à, cái gì nữa chứ? Hết đồ nó chạy rồi, má mình hết mana rồi. Chiến thắng trong tầm tay nha, chiến thắng trong tầm tay nha. Trả giá nha mấy ông già.
Về đây. Về đây. À đây mình nói AFK. Chắc là bỏ game nữa. Nãy sơ. I've been cold for so long.